Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Người Tô. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình cung cấp và cập nhật cho các bạn một cái thông tin rất là vui về cái dự án PXG Network. Thì cái dự án này thì là một trong những cái dự án mà nó ăn theo cái sau cái trend sự cái thành công của cái dự án OMG Network. Từ cái dự án OMG Network nó thành công và đã lít sàn cũng như là mở giao dịch cái cặp là OMN sang USDT, thì từ đó thì rất là nhiều các cái dự án ăn theo, và trong đó thì có cái dự án PXR Network cũng như là Phi Network đó, thì rất là nhiều các cái dự án khác ăn theo. Và ở đây thì cái dự án PXR Network này thì đang có một cái thông tin vui, đó là họ đã cập nhật cho chúng ta cái thông tin mainnet cũng như là thời gian cụ thể về cái việc mà lít sàn OKX thì thực hư của cái như thế nào, và liệu cái đồng PXR này có niêm yết trên sàn OKX hay không, thì và cái dự án này nó có thực sự là sẽ thành công hay không, thì mình sẽ phân tích với các bạn ở trong cái video này. Thì cái dự án PXR Network này thì nó là một trong những cái một cái nền tảng kỹ thuật số miễn phí, và tầm nhìn cốt lõi của PXR Network là cung cấp giá trị cho người dùng và đóng góp cho cộng đồng mạng. Thì ở đây cái trang Twitter của họ thì cũng đã có cái tích xanh thì và cũng có 84.850 người theo dõi, và cái dự án này thì họ ra mắt vào tháng 6 năm 2023. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn cái thời gian cũng như là về cái việc mà KIC, và trong cái thời gian tới thì dự án sẽ mở cái chức năng là cài đặt ví, khám phá chế độ xem khai thác PXR trên nền tảng web của chúng tôi, và những người khai thác giờ đây bạn có thể dễ dàng kiểm tra số dư, trạng thái KYC, số tiền đã khai thác, và hơn thế nữa thông qua giao diện thân thiện với người dùng của chúng tôi. Và hãy truy cập vào cái trang web này và cập nhật hành trình khai thác của bạn, tức là dự án người ta cập nhật cho chúng ta về cái cho chúng ta khai thác ở trên web. Đối với những cái phiên bản này thì các bạn ở dùng cái hệ điều hành mà iOS thì các bạn chưa thể là có cái phiên app, thì các bạn có thể là khai thác ở trên cái web này cũng được các bạn nhé. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần nhập cái ID PXR của các bạn, thì các bạn nhập vào đây thì các bạn sẽ kiểm tra được cái trạng thái của các bạn này. Thứ nhất là về ID PXR, tên tài khoản, trạng thái KYC, tiền khai thác và số lượt giới thiệu của bạn thì nó sẽ cập nhật ở đây. Đó, thì cái này cái trang này cũng khá là tiện lợi cho các bạn có thể là check được cái thông tin của chúng ta. Và ngoài ra thì có một cái thông tin mà mình mới cập nhật được cách đây độ khoảng mới 10 giờ thôi nhé. 10 giờ này. Tin hấp dẫn dành cho những người đam mê PXR. PXR vừa được niêm yết trên OKX vào năm 2024 và đánh dấu cột mốc quan trọng cho dự án. Với việc đăng ký sàn giao dịch lớn này, tương lai có vẻ đầy hứa hẹn cho PXR. Và bạn có những lựa chọn nào cho PXR vào năm 2024 hay không? Và chia sẻ dự đoán mặt trăng của bạn. Tức ở đây thì cái dự án này thì đang cung cấp cho chúng ta cái thông tin là sẽ được niêm yết ở trên sàn OKX vào năm 2024. Thì cái cột mốc này, nếu như cái dự án này mà nó thực sự thành công thì đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Và cái thông tin tiếp theo mình chia sẻ cho các bạn đó là về cái không còn chờ đợi nữa, bất ngờ lớn đã đến. Như đã hứa, vào ngày 25 tháng 12 thì chúng tôi vui mừng thông báo một số cập nhật lớn ở về mạng PXR. Ngày 15 tháng 1 năm 2024 thì địa chỉ hợp đồng mạng PXR sẽ được phát hành, tức là cái contract ấy, của cái đồng PXR. Và ngày 31 tháng 1 năm 2024 thì sẽ ra mắt ví tiền điện tử PXR để giữ tiền PXR. Nó giống như cái OMN, nó sẽ có một cái ví riêng để chúng ta nhận cái đồng PXR về đó. Và tháng 4 năm 2024 thì giao dịch PXR bắt đầu ở trên OKX, tức là ngày vào tháng 4 năm 2024 thì cái đồng PXR sẽ niêm yết ở trên sàn OKX các bạn nhé. Và tháng 10 năm 2024 thì sẽ ra mắt nền tảng PXR Bank. Vào năm 2024 thì được coi là năm năm trăng đối với các thợ khai thác PXR, và hãy sẵn sàng cho một cuộc hành trình đáng kinh ngạc. Thì đây là cái những cái thông tin mà dự án cung cấp cho chúng ta. Vậy thì những cái thông tin mà này thì nó có chính xác được hay không thì chúng ta sẽ phân tích một chút. Thì cái dự án PXR này thì cũng mới tham gia khai thác độ khoảng tầm gần một năm, và cái dự án này
Thì hiện tại vẫn đang cho chúng ta khai thác, nhưng có một cái điều mà mình thấy nó rất là khó chịu, bởi vì là so với các cái dự án khác thì cái dự án này nó quảng cáo rất là nhiều. Kể cả các bạn xem số dư thôi, các bạn trích số dư thôi, nó cũng có hiện lên cái quảng cáo. Đó, thì các bạn xem một cái dự án lớn mà gần như tất cả các chức năng ở trong này bấm vào đâu cũng nhảy ra quảng cáo, thì cái liệu cái dự án này nó có thực sự thành công hay không, và nó có được niêm yết trên sàn OKX hay không. Đó, thì những cái từ những cái này thì mình đã đặt câu hỏi về cái vấn đề mà cái dự án này liệu có được niêm yết ở trên sàn OKX hay không. Và thực ra thì cái thông tin mà dự án cung cấp cho chúng ta là niêm yết ở trên sàn OKX thì cũng chỉ là một vế thôi, còn bên sàn OKX vẫn chưa có cái thông tin cũng như là chưa có cái động thái gì cả. Đó, cho nên là chúng ta cũng không thể là biết chắc chắn được là có được niêm yết trên OKX hay không các bạn nhé. Đây này, mình bấm vào đây xem cái số dư của mình thôi cũng phải xem quảng cáo ạ, rất là khó chịu, mà quảng cáo rất là nhiều luôn. Đó thì đây bấm một lần cũng chưa xem được các bạn nhé, lại phải xem là bấm lần thứ hai để xem quảng cáo, mà quảng cáo của nó khá là dài đấy các bạn. À, tắt đi. Đó thì vẫn chưa hiện lên quảng cáo nha các bạn nhé. Đó, mình ấn đến 5-6 lần này thì bắt đầu mới hiện lên quảng cáo này. Tốc độ khai thác thì con này thì khá là cao, bởi vì đây mình đã có cái lượt giới thiệu là mình khai thác được là 0.5 cái đồng bây giờ trên 1 giờ. Đây, thì khi các bạn nhận cái phần thưởng theo ngày này nó cũng nhảy ra quảng cáo này. Và nó quá quá trời nhiều quảng cáo luôn. Đây các bạn nhấn bên dưới này cũng ra quảng cáo này. Đấy. Rất là nhiều quảng cáo, gần như là các bạn bấm vào đâu nó cũng ra cái quảng cáo. Và hiện tại thì cái dự án này thì cái phần mà KYC thì nó đây, các bạn bấm vào đây nó đã mới cập nhật cho chúng ta cái mục KYC. Thì cái mục này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là xác minh rồi, ở trước video trước thì mình cũng đã có cái video hướng dẫn cho các bạn là KYC cái này rồi. Thì sau này thì không biết thì dự án khi mà chuẩn bị mainnet thì nó sẽ có thể là sẽ cho chúng ta KYC một lần nữa, để mà chúng ta chuẩn bị chúng ta rút cái đồng PXR này. Thì cái dự án mà đối với cái dự án mà nó có nhiều quảng cáo như thế này thì đa phần đấy là theo cái kinh nghiệm của mình nhé, đa phần những cái dự án mà quảng cáo thì trong lúc cái khai thác thì gần như là không thành công, không thành công giống như là cái dự án OMR hay là AVV đó, hoặc là cái đồng co. Thì các bạn thấy những cái dự án nó thành công như vậy là cần không bao giờ những cái dự án đấy nó có quảng cáo ở trong app, và đây cái dự án này thì rất nhiều quảng cáo ở trong app, mình thấy nó không đáng tin, không không đáng tin cậy, mà cũng không có khả năng cao là được niêm yết trên sàn OKX. Thì đây là cái nhận định của mình thôi các bạn nhé, thì còn không biết là các bạn là cảm nhận như thế nào về cái dự án này thì các bạn có thể là cho mình biết. Còn ở đây thì chúng ta khai thác miễn phí để chúng ta vẫn cứ khai thác, và biết đâu thì dự án này nó khi nó lại thành công và chúng ta lại kiếm được khoản từ cái dự án này thì sao. Đó thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái dự án này nhé. Và cái video này thì mình cũng xin được kết thúc tại đây, và những cái thông tin của mình thì cũng là theo cái mình sẽ là nhận xét theo cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ không phải là mình đưa ra cái thông tin đó rồi các bạn lại không khai thác nữa. Rồi, video mình kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.